Tây Du Ký. Nguyên tác Ngô Thừa Ân, biên kịch Đới Anh Lộc, Châu Ức Thanh, Dương Khiết, đạo diễn Dương Khiết, quay phim chính Vương Sùng Thu, âm nhạc Vương Văn Hoa, chủ nhiệm phim Tàng Tâm Ảnh, Đoạn Tiểu Thường, các diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Thôi Cảnh Phú, Lưu Đại Cương và các diễn viên khác. Tập phim Mỹ Hầu Vương thật giả. Vâng vâng, bát giới, mau dậy đi. Đi suốt cả đêm, vừa ngủ đã bị gọi rồi. Các con nghe xem, có tiếng gì ấy nhỉ? Sư phụ lại sợ bọn cướp đuổi tới đây phải không? Chúng chẳng to gan như vậy đâu. Còn giết người của bọn họ, không sợ họ tới trả thù sao? Sư phụ an tâm, chúng không dám tới đâu. Mà dù chúng có kéo tới, lão tôn cũng có cách đối phó với chúng. Sư phụ biết bản lĩnh của con, sư phụ chỉ sợ con lại sát sinh nữa thôi. Sư phụ yên tâm, đại sư huynh không dám nữa đâu. Giết! Đừng để chúng chạy thoát. Sư phụ. A Di Đà Phật. Không liên quan gì tới các người. Oan có đầu, nợ có chủ. Hôm nay chúng tôi tới tìm hắn để tính sổ, trả thù cho đại ca của chúng tôi. Thí chủ, oan gia nên cởi, không nên buộc. Xin thí chủ nể mặt bẩn tăng, tha cho chúng tôi đi. Không nghe thấy à? Không liên quan gì đến các người. Đi đi. Mau đi đi. Thí chủ, đồ đệ này của tôi không dễ chơi đâu. Đúng đấy, không dễ chơi. Hôm nay ta muốn chơi hắn xem sao. Sư phụ đi trước đi, lát nữa con sẽ đuổi theo mọi người. Ngộ Không, mau đi đi. Ngộ Không, con đừng đánh họ bị thương nhé. Lần này con sẽ để họ đánh con bị thương. Đi mau lên. Ngộ Không, đừng sát sinh. Sư phụ an tâm. Tên hòa thượng kia, để xem hôm nay ngươi chạy đằng nào. Tôi không chạy đâu. Đại vương muốn tiểu hòa thượng làm gì thì cứ nói. Ta sẽ bắt ngươi làm một việc. Làm gì cũng được, nói đi. Ngươi phải trả lại mạng sống cho đại vương ta. Cái này thì không được. Đại vương của ngươi chặn đường cướp của, chết cũng đáng. Còn lèo mép à? Kẻ hậu sinh như ngươi tại sao không học cái tốt, lại cứ làm những trò giết người phóng hỏa. Còn không mau cải tà quy chính đi. Chết đến nơi rồi có lên mặt dạy ta ư? Các huynh đệ, xông lên. Các huynh đệ, tránh ra, nhìn ta đây. Ai!
Bát giới, lâu vậy rồi mà Ngộ Không vẫn chưa về. Liệu Ngộ Không có sát giới không? Sư phụ yên tâm, đại sư huynh không làm vậy đâu. Sao lâu thế nhỉ? Ta phải đi xem nào. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Người là tên không ra gì. Lão tôn sẽ cho ngươi được chết đàng hoàng. Ngộ Không, đừng giết hắn. Ngộ Không, chính mắt ta nhìn thấy người giết vợ hiền của ngươi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi để trả thù cho vợ của ngươi. Ngộ Không. Ngộ Không. Sư phụ. Sư phụ sao vậy? Ngộ Không. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ đừng niệm chú nữa. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ đừng niệm chú nữa. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ đừng niệm nữa. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Sư phụ đừng niệm chú nữa. Con cầu xin sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Sư phụ, con cầu xin sư phụ. Đừng niệm chú nữa. Đại sư huynh đã nhận lỗi rồi. Xin sư phụ hãy rủ lòng từ bi. Sư phụ. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Là đệ đây. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Sư phụ. Sư phụ đừng niệm chú nữa. Đại sư huynh đau quá chết rồi đây này. Ngộ Không. Ngộ Không. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Ngộ Không, con làm sao thế? Sao ạ? Tại sư phụ niệm chú làm sư huynh đau quá chết rồi đấy. Nó mình đồng ra sắt, làm sao mà chết được? Lời chú của sư phụ do Quan Âm Bồ Tát ban cho. Sư phụ niệm thế, ai mà chịu nổi? Sư phụ. Ngộ Tĩnh, con đi lấy nước về đây. Để con đi lấy cho. Ngộ Không, đại sư huynh. Ngộ Không. Ngộ Không. Ngộ Không. Ngộ Không. Không phải sư phụ cố ý muốn niệm chú đâu. Sư phụ chỉ giận vì mãi con không chịu nghe lời thôi. Sư phụ, nước đây rồi. Ngộ Không. Đại sư huynh. Sư phụ, đại sư huynh một lòng trung thành với sư phụ. Sao sư phụ nỡ tuyệt tình như vậy? Không phải ta tuyệt tình, vì nó không chịu nghe lời dạy bảo. Sư phụ không thể quản thúc nổi nó. Vậy sư phụ nên rủ lòng từ bi. Ta rủ lòng từ bi. Thế tại sao nó không rủ lòng từ bi đi? Sao nó lại đánh chết nhiều người như vậy? Ngộ Không. Ngộ Không. Con tỉnh rồi sao? Đại sư huynh tỉnh rồi. Sư phụ, con chỉ đánh toàn kẻ ác. Không đánh, nó sẽ hại người khác. Ngộ Không.
Cả nhà lão thí chủ đều là người tốt. Con không nên giết con trai ông ta, để hương hỏa của họ bị đứt đoạn. Sư phụ không biết rồi, hắn là kẻ mất nhân tính. Hôm qua chính con nhìn thấy hắn giết vợ hắn. Nói dối? Làm sao con nhìn thấy chứ? Đệ tử không dám nói dối. Đệ tử chỉ trừ hại cho dân. Nhưng vì nghĩ tới lời dạy bảo của sư phụ nên không ra tay. Nếu hắn là kẻ ác thì sống chết đã có trời định. Con không nên đánh chết hắn. Mà con không sợ Phật tổ giáng tội ư? Nếu Phật tổ minh xét thì đã không để hắn tự tiện sát hại người tốt. Con... Sư phụ, người như hắn có khác gì yêu quái? Còn giết người không chớp mắt thì cũng khác gì bọn cướp đó. Sư phụ, thôi được rồi, ta không giữ được con. Con đi đi. Sư phụ lại đuổi con đi sao? Ta không dùng được con. Con không sợ Phật tổ, nhưng ta sợ. Sư phụ đuổi con đi, không sợ lại gặp yêu tinh sao? Nếu bị yêu quái ăn thịt thì đó là do mệnh ta đã định, không liên quan tới ngươi. Sư phụ, sư phụ lại giận nữa. Sư phụ không nên đuổi đại sư huynh đi. Nó không có lòng từ bi, ta không thể giữ nó được. Đại sư huynh, hãy bớt lời đi. Hãy xin lỗi sư phụ đi. Phải đấy, đại sư huynh xin lỗi sư phụ đi. Thôi đi, Sa sư đệ, ta giết bọn cướp bảo vệ sư phụ có gì là sai? Người đi mau đi. Sư phụ, người đuổi con đi thật sao? Sư phụ, sư phụ không nể tình cũ, quên rằng lão tôn đã vì sư phụ mà trừ ma diệt quái suốt dọc đường. Đừng nói nữa, người còn không chịu, ta sẽ lại niệm chú đấy. Sư phụ đừng niệm, con đi là được chứ gì? Đại sư huynh đừng đi. Cứ để nó đi. Sư phụ đã không cần thì con cũng đoạn tình luôn. Sư phụ, đi đường nhớ bảo trọng. Đại sư huynh, đại sư huynh. Đại sư huynh, sư phụ, người quay lại làm gì? Đệ tử biết lỗi rồi, từ nay con sẽ nghe lời dạy của sư phụ, không dám giết người nữa. Sư phụ hãy tha cho đệ tử lần này nhé. Sư phụ, ta đã quyết, người đừng làm phiền ta nữa. Sư phụ, con vẫn còn chỗ đi, chỉ sợ không có con, sư phụ không tới được Tây Thiên gặp Phật tổ thôi. Sư phụ, sư phụ từ từ thôi. Người ra đi khiến lòng ta băng giá, đường đi chung lối, trời rộng đất dài, sao nỡ đoạn tuyệt ân tình. Một tấm chân tình nguyện sống chết bên nhau, đau khổ ngập tràn, lòng muốn nói rồi lại thôi. Hãy subscribe.
Nhị sư huynh, sư phụ đang nhớ tới đại sư huynh phải không? Nhớ gì? Đã đi một ngày rồi, sư phụ vừa khát vừa mệt đấy thôi. Phải, từ sáng tới giờ đã ăn uống gì đâu? Ta đói lắm rồi. Chúng ta qua đó xem thử đi. Sư phụ vừa đói vừa khát. Chúng con đi kiếm ít đồ chay cho sư phụ nhé. Sư phụ, con đi xin cơm chay cho sư phụ nhé. Con đi kiếm nước cho sư phụ uống. Nhị sư huynh đi rồi về ngay đấy. Được, đệ yên tâm. Sa sư đệ, đệ đi bên này đi. Được được, sư huynh đi rồi về ngay đấy. Sư phụ, Ngộ Không. Sư phụ, không có lão tôn, đến bát nước uống sư phụ cũng không có. Sư phụ uống bát nước này đi, lát nữa con đi xin cơm chay cho. Ta có chết khát cũng không uống nước của ngươi. Ngươi quay lại đây làm gì? Chỉ sợ không có con, sư phụ không tới được Tây Thiên gặp Phật Tổ mà lấy kinh thôi. Được hay không, đâu liên quan gì đến ngươi. Sau này chúng ta ai đi đường nấy. Được. Sư phụ cứ việc đi lấy kinh, con đi đường của con. Sa sư đệ. Nhị sư huynh, đã xin được cơm chay chưa? Chẳng có một ngôi nhà nào cả, lấy đâu ra cơm chay mà xin? Vậy phải làm thế nào? Sư phụ đang đói. Ta cũng đang đói đây này. Thôi đừng nói nữa, chúng ta cứ quay lại đã. Đi. Ai bảo sư phụ đuổi đại sư huynh đi? Ai bảo huynh cứ đổ thêm dầu vào lửa? Ai đổ thêm dầu vào lửa? Ta cứ nghĩ sư phụ chỉ mắng đôi câu, ai ngờ lại nổi giận thật. Sư phụ giận là phải thôi. Thế là chúng ta cũng chẳng kiếm được cơm chay về. Đi mau lên. Sư phụ. Sư phụ có chuyện gì vậy? Sư phụ. Ai gây ra thế này? Không lẽ lại có bọn cướp đến? Lẽ ra ban nãy chúng ta phải có một người ở lại để trông chừng sư phụ. Tại đệ đấy. Để xem, hành lý cũng mất rồi. Hay là có yêu quái? Sư phụ, hãy tỉnh lại đi. Sư phụ. Lần này sư phụ chết thật rồi. Sư phụ. Thôi, khóc cũng vô ích. Chuyện đến nước này có thể là số phận đã định như vậy. Sa sư đệ, hãy bỏ ý định đi thỉnh kinh đi. Hay để ở lại đây trông chừng sư phụ. Ta đem con bạch long mã đi bán, rồi về chôn sư phụ. Chúng ta ai đi đường nấy. Huynh nói gì vậy? Sư phụ, hãy tỉnh lại đi. Sư phụ, Ngộ Tĩnh. Sư phụ, tỉnh lại rồi. Sư phụ, tỉnh lại rồi à? Sư phụ ngồi đây. Sư phụ uống nước đi.
Tên súc sinh đó đã đánh ta chết ngất. Ai dám đánh sư phụ? Sư phụ đang mắng ai vậy? Ai đánh sư phụ ra nông nỗi này? Là con khỉ đó. Là Tôn Ngộ Không. Đại vương về rồi. Đại vương về rồi. Sư phụ ăn bát cháo đi. Đà tạ thí chủ. Sư phụ ăn đi. Vẫn còn đấy. Còn có mỗi một chút thế này thôi sao? Chả đủ một miếng của lão chứ. Nhà người ta nghèo thế này. Nhưng dạ dày ta lớn, ta ăn không no thì đi thế nào được? Sư huynh cố chịu vậy. Sư phụ ăn chút cháo đi. Huynh làm gì vậy? Trả đệ đây. Trả đây. Sao lại quá đáng thế nhỉ? Hai con, ai sẽ đi tìm con khỉ đó để lấy hành lý về? Sư phụ để con đi cho. Lần trước sư phụ đuổi huynh ấy đi, chính con đã tìm được về. Con biết đường rồi. Sư phụ, nhị sư huynh, hay là để đệ đi? Sao lại tranh giành thế? Huynh không hiểu hay sao? Mọi khi huynh toàn nói xấu đại sư huynh trước mặt sư phụ, đại sư huynh hận huynh lắm đấy. Ai nói xấu? Ta chỉ nói thật thôi. Bát giới, hay là để Ngộ Tĩnh đi đi? Mọi khi con và Ngộ Không hay bất hòa, nhỡ đâu nó lại đánh con. Thế thì để Sa Tăng đi vậy. Sư phụ, nhị sư huynh, con đi nhé. Đại vương không đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Lão hòa thượng đó không biết phân biệt phải trái, không cho lão tôn làm đồ đệ nữa rồi. Đại vương không làm đồ đệ nữa à? Yên nào, Mỹ Hầu Vương ta không bảo vệ đường tăng nữa, nhưng sẽ tự mình đi lấy kinh. Đại vương tự đi. Đúng, ta tự đi. Các con có muốn đi cùng ta cho vui không? Có. Được. Sư phụ, uống chút nước đi. Xin đa tạ thí chủ. Ngài không chịu ăn, không chịu uống. Tại sao vậy? Không sao à? Hãy nghe lời bà già này, không có gì là không giải quyết được. Ngài còn trẻ, lại là người xuất gia, có Phật tổ phù hộ, còn gì đáng buồn nữa đây? Đà tạ bà đã chỉ bảo. Bát giới, xin đa tạ bà. Bát giới, Bát giới, sư phụ,
Dậy đi, chúng ta đi thôi. Đi đâu ạ? À? Lên đường thôi. Lên đường ư? Lấy áo cà sa cho ta. Sư phụ, Sa sư đệ về rồi à? Chưa, chúng ta không đợi Ngộ Tĩnh nữa. Chỉ có thầy trò ta đi thôi sao? Thế thì sao? Hai thầy trò ta không đi được sao? Còn sợ Sa sư đệ về không tìm được thầy trò ta. Nếu về tự khắc Ngộ Tĩnh sẽ tìm được. Chưa chắc đâu. Đồ lười biếng, con không đi thì ta sẽ tự đi. Sư phụ đừng giận con mà. Con sẽ đi với sư phụ. Lão thí chủ, làm phiền thí chủ quá. Bần tăng xin cáo biệt. Ngài cứ đi thong thả nhé. Lại đây nào. Ngự tiền văn điệp, ngày thu cát, năm thứ 13, đại đường trinh quan. Từ khi từ biệt đại quốc đến nay, đã đi qua nhiều đất nước. Giữa đường thu thập đại đồ đệ Tôn Ngộ Không hành giả, nhị đồ đệ Chư Ngộ Năng, tam đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh. Ai đọc văn điệp của sư phụ ta vậy? Ai đọc văn điệp của sư phụ ta đấy? Ai làm ồn thế? Giải lên đây. Đi mau lên. Mau lên. Tránh ra. Ta tự biết đi. Người là ai mà dám xông vào hoa quả sơn của ta? Mới bỏ đi vài ngày, huynh đã không nhận ra đệ rồi sao? Nhận được chứ. Ngươi chẳng phải là Sa Hòa Thượng sao? Người tới đây làm gì? Nói đi. Đại sư huynh, lần này huynh sai rồi. Cái gì? Ta sai ư? Sai ở đâu nào? Người ta nói, một ngày là thầy thì cả đời là cha. Huynh vốn luôn trung thành với sư phụ, sao lần này huynh lại làm việc nghịch đạo như vậy? Chỉ tại lão hòa thượng đó vô tình vô nghĩa, lại còn trách ta phản nghịch. Chúng bay, đuổi hắn đi cho ta. Đi đi, đi đi. Láo xược, kẻ nào dám giở trò ở hoa quả sơn? Đại sư huynh, đừng nóng giận. Sư phụ đuổi sư huynh đi là sai rồi. Nhưng giờ sư phụ đã hối hận, nên bảo đệ đến mời sư huynh trở về. Sư phụ bảo ta về ư? Nhưng ta không muốn về. Sư huynh, sư huynh, sư huynh đại nhân đại nghĩa, không nhớ hận cũ, chúng ta cùng bảo vệ sư phụ tới Tây Thiên lấy kinh nhé. Ta không bảo vệ hòa thượng có mắt không tròng đó. Đại sư huynh, sư huynh, nếu sư huynh chưa quên được chuyện cũ, vậy thì trả cho đệ túi hành lý đi. Sa sư đệ, ta không theo sư phụ không có nghĩa là ta không đi lấy kinh. Ta sẽ tự đi. Sư huynh tự đi lấy kinh ư? Đúng, ta đã có thần quan văn điệp, tại sao lại không đi được chứ? Sư huynh lấy kinh làm gì? Lão tôn ta lấy được chân kinh sẽ chuyển đến Đông Thổ Đại Đường, dân chúng ở đó sẽ phải tôn ta lên làm sư tổ, chuyển tục đến muôn đời. Ta sẽ không uổng phí bao vất vả dọc đường. Sư huynh, nếu không có đường tăng thì Phật tổ sẽ không chuyển chân kinh cho sư huynh đâu. Ai dám nói như vậy? Sư huynh quên rồi sao? Quan Âm Bồ Tát đã nói, người lấy kinh là Kim Thiền trưởng lão, là môn sinh của Như Lai, chứ không nghe nói người lấy kinh là Tôn Ngộ Không. Người có đường tăng, ta cũng có đường tăng.
Người xem này. Các con, mau mời sư phụ ta ra đây. Ngộ Tĩnh, A Di Đà Phật. Sư phụ. Đại sư huynh, sao lại có thêm một Sa Hòa Thượng nữa à? Thế nào, chúng tôi đi Tây Thiên có được không đây? Kẻ nào dám mạo danh ta hả? Người thật to gan. Bát Giới, đi kiếm chút nước đi. Sư phụ khát rồi. Sư phụ, từ nãy tới giờ chúng ta có nhìn thấy chỗ nào có nước đâu. Sư phụ bảo con đi kiếm nước ở đâu đây? Hay là sư phụ xuống nghỉ một chút đi, để con đi tìm thử. Bát Giới, con đi mau rồi trở về. Bát Giới, nếu không kiếm được thì thôi, đừng để ta đợi lâu nhé. Con sẽ về ngay. Sư phụ, hãy ngồi lên cái này cho đỡ lạnh. Con đi nhé. Đi đi. Con đi đây. Người ra đi khiến lòng ta băng giá. Đường đi chung lối, trời rộng đất dài. Sao nỡ đoạn tuyệt ân tình, một tấm chân tình nguyện sống chết bên nhau. Đau khổ ngập tràn, lòng muốn nói, rồi lại thôi. Sư phụ, con lấy nước về rồi đây này. Bà Giới. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Con phải đi rất xa mới lấy được một ít nước này về cho sư phụ đấy. Người con đầy mồ hôi đây này. Bà Giới, con cũng uống một chút đi. Sư phụ, không phải là đồ đệ trách sư phụ, nhưng sư phụ không nên đuổi đại sư huynh đi. Chuyện này đâu có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là đánh chết vài tên cướp thôi mà. Sao sư phụ không chịu bỏ qua chứ?
Lần này thì gay rồi. Sa sư đệ không biết đi đâu nữa. Bốn người mà chỉ còn hai thầy trò ta. Sư phụ lại vẫn muốn lên đường. Còn định kiếm chút cơm chay cho sư phụ, nhưng sợ về muộn, yêu tinh lại bắt sư phụ đi. Nếu có một con yêu tinh thì được, chứ hai con thì chắc là chết, vì con chẳng có ai trợ giúp cả. Bá Giới, đừng nói nữa, ta đi thôi. Vâng, đi thì đi. Trời sắp tối rồi mà không nhìn thấy có căn nhà nào, biết ngủ ở đâu đây? Đừng nói nữa. Bồ Tát, đệ tử bái kiến Bồ Tát. Tôn Ngộ Không bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, trên đường đi con trừ ma diệt quái, trải qua nhiều gian khổ, thế mà sư phụ lại không nể tình nghĩa cũ. Ngộ Không, giặc cỏ thì cũng là mạng sống, người không nên đánh chết chúng. Vậy là Bồ Tát đã biết hết cả rồi à? Bồ Tát nói như vậy tức là đường tăng đuổi con đi là đúng. Đường tăng đuổi ngươi đi là không đúng, nhưng ngươi cũng không nên bỏ đi như thế. Lẽ ra con không bỏ đi, nhưng đường tăng cứ luôn miệng niệm kinh cô. Bồ Tát, là lỗi của Bồ Tát đấy. Bồ Tát đã làm vòng kim cô bắt con đeo vào. Bồ Tát, còn van xin Bồ Tát, hãy bỏ cái vòng kim cô ra khỏi đầu con đi. Còn van xin Bồ Tát đấy. Người muốn bỏ cái vòng kim cô hả? Chưa tới lúc đâu. Bồ Tát, con không bảo vệ đường tăng đi lấy kinh nữa, vậy thì tháo ra cho con đi. Ngộ Không, người đừng có vội, lát nữa sẽ có người tới đây mời ngươi. Thưa Bồ Tát, Sa Ngộ Tĩnh đã tới. Đệ tử Sa Ngộ Tĩnh xin bái kiến Bồ Tát. Ngộ Tĩnh, đứng dậy đi, tạ ơn Bồ Tát. Sa sư đệ, cái yêu quái này, đứng lại, người dám đánh sư phụ ta, ta phải đánh chết người. Cái yêu quái, đứng lại. Ngộ Tĩnh, Sa sư đệ, không được đánh. Có gì từ từ nói đi. Bồ Tát không biết đấy thôi. Tên yêu quái này đã đánh sư phụ con bị thương và cướp mất hành lý của chúng con. Hắn về Hoa Quả Sơn và biến ra bốn thầy trò khác, rồi định tự mình đi lấy kinh nữa. Bồ Tát, hắn đổ oan cho con đấy. Ta đánh sư phụ lúc nào? Ta cướp hành lý lúc nào? Chính mắt ta nhìn thấy, ngươi còn định chối hay sao? Bồ Tát, chuyện này là thế nào? Bồ Tát, nếu người không tin thì đi cùng con đến Hoa Quả Sơn. Ở đó có Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng. Tên Sa Tăng giả đã bị con đánh chết rồi. Hóa ra đó là một con khỉ biến thành. Chắc là yêu quái giả danh ta rồi. Thật tức quá đi mất. Ngộ Không, các người về Hoa Quả Sơn đi, sẽ rõ thực hư. Được được, đi nào, đi. Người bỏ ta ra. Đi. Sư đệ, đệ đi chậm thật, ta đi trước nhé. Người muốn về trước để che mắt ta chứ gì? Sao đệ không chịu tin ta chứ? Từ từ thôi. Uống đi. Lão Tôn ta mới chính là Mỹ Hầu Vương.
Người là yêu quái nào mà dám vào nhà giả danh ta? Người là yêu quái từ đâu tới? Người là yêu quái ở đâu mà dám đến hoa quả sơn của ta gây chuyện? Tên yêu quái này từ đâu tới? Ta không phải là yêu quái, ta là mã hầu tướng quân của hầu vương đấy. Đại sư huynh, tôi biết huynh bị oan, huynh không giải thích được, vậy sao không đến gặp Quan Âm Bồ Tát để người phân xử cho? Người có dám đến gặp Quan Âm Bồ Tát để phân biệt thật giả hay không? Sao ta lại không dám? Đi. Tôn Ngộ Không bái kiến Bồ Tát. Bồ Tát, hắn là giả đấy. Con mới là Tôn Ngộ Không thật. Ngươi, Bồ Tát, con mới là thật. Bồ Tát, con là thật, còn hắn là giả đấy. Ta mới là thật, ngươi là giả. Ta mới thật, hắn là giả. Ta là thật. Vậy các ngươi, ai mới là Ngộ Không thật?